Rồi là cái gì vậy? Tráng có được hơn không? Tráng có được hơn không? Chị làm mũi hả chị? Chị làm mấy mũi hả chị? Mình mũi sáng đau. Ok. Gồng mạnh quá, mũ không ra kìa. Chỗ đau thì mất cái gì vậy?
đau cái mắt này. Cố gắng lên nè. Đau cái mắt có bị điên chị? Khi mỗi lần làm cũng đau cái mắt đấy chị. Nằm bị chói mắt á hả? Không, đau lên mắt. Chẳng chỉ chị làm gần mắt hoặc là ngay khúc mắt cũng thấy lên mắt cũng đau đâu. Có bị chuyện gì? Không, đau bên chi đó. Cái này mình nặng mụn ra chứ đâu, mình đâu có đâm vô trong con mắt đâu mà sợ. Đau ý là dần kính tới mắt hay gì? Không, 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 không ảnh hưởng, cái này là làm trên da thôi. Thả lỏng đây, đâu có gì, không đâu có bị ảnh hưởng vô mắt đâu. Yeah.